mời các bạn đi vào bên trong nhé, để theo dõi xem là cái buổi lễ ngày hôm nay sẽ như thế nào. Đó. Và có hai bạn nữ đang vẫy tay chào này. Đó thì mình nhìn thấy thì ở bên phía trên kia cũng có rất là nhiều nhiếp ảnh gia đến quay phim chụp ảnh. Và xin mời các bạn đi vào bên trong để xem cuộc thi trang trí châu nhé. Như các bạn có thể nhìn thấy thì rất là nhiều chú trâu được trang trí tô vẽ lên. Và mỗi một chú trâu có đánh theo số thứ tự các bạn nhé. Và sẽ có ban giám khảo để chấm điểm cho những chú trâu này, xem chú trâu này sẽ được trang trí cũng như là vẽ đẹp nhất. Trâu số 1 cũng khá là đẹp đấy. Ở đây thì Tân nhìn thấy thì chỗ này thì có tầm khoảng 20 chú trâu được tô vẽ cũng như là trang trí rất là đẹp để cho ban giám khảo cũng như là đánh giá xem là họa sĩ nào vẽ trâu đẹp nhất nhá. Thì Tân đang đến sơ sơ rồi tầm khoảng 20 chú trâu nhá. Và chú trâu số 5 đây là bà họa sĩ Lê Thị Hà trang trí nhá. Đó là trang trí, đó là con rồng năm 2024. Thực sự là để ban giám khảo chấm chọn ra những con trâu đạt giải nhất nhì ba thì cũng rất là khó. Chưa tìm cái nặng nhất ạ? Dạ là cháu cũng không biết ạ. Đây cháu đang review cho mọi người đấy ạ. Sao từ trường từ kia rồi. Con là số mấy ạ? Số 5 này đúng không ạ? Vâng. Số 5 này là cái bạn ở làng cháu. Vâng. Đấy. Cái bạn Hà đấy vẽ cũng rất là đẹp đấy đúng không? Vâng, con rồng đấy rất là đẹp không nhỉ? Vâng. Đúng rồi, đấy bạn này ở làng cháu mà. Họa sĩ Lê Thị Hà này. Rồi. Để giới thiệu với mọi người nha, đây là cái chú trâu số 5 này là biểu tượng con rồng nhá. Thì đó là họa sĩ Lê Thị Hà đấy nhá mọi người nhá. Đó, họa sĩ Lê Thị Hà nhá. Trâu rất đẹp. Rất là nhiều con đẹp. Người đến đây để chụp ảnh cũng như là quay phim live stream buổi thi trang trí trâu. Mọi người cũng đang dùng máy điện thoại để chụp ảnh cũng như là live stream trên Facebook cho bạn bè, người thân cùng xem. Số 13 này, số 14, chú trâu số 15. Giờ là xem thấy là có tổng là 20 chú trâu nhá. Đó, chú trâu số 5 là bạn Hà ở làng mình vẽ nhá. Có thể gọi là họa sĩ Lê Thị Hà nhá. Đang chụp ảnh cùng ở chú trâu số 5 nhá. Đây là tác phẩm của bạn đấy nhá. Mình thấy chú chia sẻ năm ngoái thì cái chú số 5 đấy cũng được giải nhất. Và không biết năm nay thì được giải mấy. Chú trâu số 9 này rất là hung dữ các bạn nhá. Có không cẩn thận đứng gần nó sẽ húc và mọi người.
lấy đâu ra hai con rồng? Chú họa sĩ này chắc là bé Phan Chí Châu số 3. Đây là đang cưới chú Châu số 3. Châu đi nùi là giỏi đấy. Bất cờ trang trí chú Châu của mình. Và cũng rất là tâm đắc với cái phần trang trí của mình. Đây cũng 20 con, 2 con lành đây. Không có chạy đâu. Giờ mãi đi cả. Và ở lễ hội thì cũng có trò chơi như là bánh đu này. Đó thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần trò chơi đánh đu à. Thì có 1-2 bạn nhỏ đang đứng lên, sau đó đánh thật cao. Đấy thì các bạn đang thay nhau để chơi trò chơi đánh đu. Đấy, có 2 cái bàn lớn này thì có thể là biết đánh hơn này. Có một bạn để đẩy lấy đà. Và bên phía kia có một cái trò chơi nữa thì mình sang bên kia, các bạn cùng đi với mình nhá. Ở bên này thì có trò chơi như kiểu là đi ở trên cầu tre, sau đó là sẽ được treo tiền ở đầu ngón tre, nếu đi ra được thì sẽ cầm được tiền các bạn nhé. Đó. Sẽ có bạn này đang cố gắng di chuyển giữ thăng bằng để ra lấy tiền ở đầu đầu ngón tre các bạn nhé. Trò chơi này cũng rất là khó, đòi hỏi sự giữ thăng bằng phải rất là tốt. Đó, tiền thì được để ở trên đầu ngón tre, phải để di chuyển thăng bằng để ra lấy được đồng tiền. Anh em cố lên, dẹp ra cháu ơi, dẹp ra không bật. Sắp tới nơi rồi, cố lên. Chạy. Cố lên. Chạy. Em 10 lần, 9 lần đi. Em phải biết 1 lần đi. Trò chơi này thì giữ thăng bằng thật là tốt. Càng ra phía xa thì cái độ rung càng lớn, nên là đòi hỏi người chơi phải giữ thăng bằng rất là cẩn thận. Tới rồi. Tới. Phí quá, gần đường. Bắt đầu nghe đã khó khăn rồi. Cố lên, sắp tới nơi rồi. Trò chơi này rất là khó các bạn nhá. Đấy, các em nhỏ đang xếp hàng để lần lượt lên tham dự trò chơi. Đây, bạn nhỏ này là rất là bình tĩnh, bước chân rất là chắc chắn đây. Cố lên.